Xin kính chào quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn chúng ta gặp được nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra thì đều mang trong mình những vận mệnh khác nhau và thậm chí với mỗi một người thì lại có những biến động khác nhau trong từng giai đoạn của cuộc sống. Nhiều người phải sống trong cảnh túng thiếu nợ nần chồng chất và nhiều khi chính họ cũng nghĩ rằng là mình sẽ không bao giờ có thể trả hết nợ nần. Vì cứ trả hết cái này thì lại có cái khác xuất hiện, tiền bạc lúc nào cũng luôn là vấn đề khiến cho những người này phải đau đầu. Nhưng thưa quý vị, những gia chủ tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 hãy yên tâm, bởi vì đó chỉ là ngọc của nhất thời mà thôi. Nhất định trong tháng 6 âm lịch này thế nào bạn cũng trả hết sạch nợ nần và không còn phải đau đầu vì tiền giống như là trước kia nữa. Chúng tôi cam đoan nợ bao nhiêu cũng trả hết và đã thế lại còn được trải nghiệm cuộc sống giàu sang phú quý, dư giả về tiền bạc trong tháng 6 âm lịch này. Tiền bạc rủng rỉnh, phúc phận về nhà. Tuổi Giáp Ngọ trong tháng 6 âm lịch được giới tiên tri tử vi học dự báo rằng nợ nần bao nhiêu cũng trả sạch, đổi vận giàu sang nhờ có phúc phận về bất ngờ. Trước khi đi tìm hiểu nội dung chi tiết thì quý vị cũng đừng quên ủng hộ Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi chia sẻ. Còn bây giờ thì sẽ là nội dung chi tiết, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Giáp Ngọ nói riêng là người luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên họ dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Giáp Ngọ mệnh sa trung kim là người hướng ngoại, thích náo nhiệt, cũng rất thạo chuyện xã giao. Tính tình nhanh nhạy, hoạt bát, phản ứng nhanh nhẹn, lại luôn gần gũi với mọi người nên họ có nhân duyên khá tốt. Trong tình yêu, người tuổi Giáp Ngọ rất dễ rung động, họ dễ bước vào nhưng cũng nhanh chóng kết thúc khi cảm thấy không còn phù hợp. Người tuổi Ngọ nói chung và Giáp Ngọ nói riêng có tấm lòng bao dung bác ái, khẳng khái và rất nhiệt tình. Họ là người có tố chất lãnh đạo, có tinh thần tư duy sáng tạo, song đôi lúc bản mệnh còn thiếu kiên trì nên dễ làm hỏng chuyện lớn. Vận mệnh của những người tuổi Giáp Ngọ khá vất vả vào tiền vận, phải chờ tới trung vận thì mới có được cuộc sống ổn định an nhàn. Ngoài ra mệnh chủ không thích hợp kết hôn sớm nên kết hôn muộn thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc bền lâu. Tử vi tháng 6 năm 2022 âm lịch của những người tuổi Giáp Ngọ cho rằng đây là một tháng khá thuận lợi, mọi việc tiến triển suôn sẻ, hanh thông. Bản mệnh tạo được các mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Tháng này may mắn từ sự nghiệp sẽ giúp cho những người tuổi Giáp Ngọ trong công việc xác định được mục tiêu rõ ràng của mình. Bên cạnh đó bạn cũng biết cách phát huy sức mạnh của tập thể, sử dụng các kết nối để giải quyết công việc nên mọi khó khăn đều được tháo gỡ. Về cơ bản, tình hình sức khỏe của những người tuổi Giáp Ngọ khá ổn định trong tháng này. Bạn không phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng. Tháng này gia đạo bình lặng, mâu thuẫn nhỏ có thể xảy ra với quý vị gia chủ tuổi Giáp Ngọ đã có gia đình, nhưng không ảnh hưởng nặng nề tới tổ ấm. Tuy nhiên thời gian này cũng sẽ xuất hiện người thứ ba xen vào mối quan hệ của bạn, dẫn đến những nỗi buồn, trăn trở, lo nghĩ của bản mệnh. Tháng này bạn có thể trở thành nhân tố tác động đến mối quan hệ của tuổi Giáp Ngọ. Xét về thiên can, Giáp Dương Mộc gặp đinh âm hỏa nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng và nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho quý vị gia chủ tuổi Giáp Ngọ, nếu có cơ hội cần phải biết nắm bắt, tài lộc sẽ chờ bạn đang ở phía trước. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Với những người vẫn đang đi làm, trong tháng được quý nhân trợ giúp nên công việc trôi chảy, hứa hẹn đạt kết quả tốt đẹp. Về cơ hội thăng tiến vẫn rộng mở, rất đáng để kỳ vọng. Sự chăm chỉ, kinh nghiệm dày dạn và cống hiến lâu năm của mệnh chủ được lãnh đạo đánh giá cao. Có người còn có thể được thăng đến một chức vụ mà bạn chưa từng có được trước đây. Do vậy, bạn cũng cần phải luôn nỗ lực, chiến đấu hết mình để có cơ hội và tránh bị tụt hậu so với lớp trẻ. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân là một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Giáp Ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng này cho thấy phương diện tài chính có dấu hiệu tăng tiến nhẹ, nguồn lợi chủ yếu đến từ các khoản trợ cấp hoặc từ lương hưu, do đó vấn đề tiền bạc cũng không còn làm khó bạn.
Với những người vẫn còn hứng thú với việc đầu tư, có thể thử sức ở các hạng mục liên quan đến bất động sản, xây dựng, nông sản. Việc đầu tư với quy mô nhỏ sẽ giúp bạn kiếm thêm lợi nhuận để tăng thêm thu nhập, cho dù có rủi ro cũng không đến mức quá suy sụp. Tuy nhiên, dù có làm đầu tư nhỏ, bạn cũng không nên mù quáng nghe theo những nguồn thông tin bên lề hoặc những người không đáng tin kẻo tiền bao nhiêu cũng hết. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng bản mệnh không phải đối diện với vấn đề nào nguy hiểm, nhưng cũng không vì thế mà chủ quan, cần thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng, điều chỉnh tâm lý, cân bằng trạng thái tinh thần để lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, lạc quan, nâng cao tuổi thọ. Những người vẫn nặng tâm với sự nghiệp, chỉ cần bạn biết cách chăm sóc cơ thể tốt, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, bạn sẽ không gặp phải nguy cơ tiềm ẩn lớn nào. Các quý vị gia chủ tuổi Giáp Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của quý vị gia chủ tuổi Giáp Ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng Đinh Mùi năm Nhâm Dần, các mối quan hệ gia đạo đều được duy trì ở mức ổn định, hài hòa. Đặc biệt, nữ mệnh sẽ gặp may mắn trong tình cảm hơn so với nam mệnh. Nữ mệnh tháo vát, giỏi lo toan nên luôn có thể chu toàn cuộc sống. Vừa chăm lo đầy đủ cho gia đình, lại vừa không quên chăm sóc bản thân nên gia đạo vô cùng yên ấm. Người tuổi này nếu đang độc thân hoặc đơn thân cũng sẽ có cơ hội tình cảm với những người khác phái trong năm. Tuy nhiên, bản mệnh cần chủ động hơn nữa để có thể nắm bắt được hạnh phúc. Trong tháng mà vận khí đi xuống, tâm tính mệnh chủ có thể trở nên khó chịu, nóng nảy, nhưng nhìn chung tinh thần cả năm thư thái, hòa hợp với con cháu trong nhà, không phát sinh mâu thuẫn nghiêm trọng. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và hợi thành Mộc Cục, xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất và tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Giáp Ngọ trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 6 năm 2022, tức ngày 10 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 6 năm 2022, tức ngày 22 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Bính Tý, có nạp âm Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Giáp Ngọ trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 6 năm 2022, tức ngày 5 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Kỷ Mùi, có nạp âm Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 6 năm 2022, tức ngày 17 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Tân Mùi, có nạp âm Lộ Bàng Thổ. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Ngoài ra, bạn lựa chọn những ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tử vi của quý vị gia chủ tuổi Giáp Ngọ trong tháng 6 âm lịch, phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi 1954. Qua đó quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 6 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn, bình an và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.